Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Kensu sẽ mang đến cho các bạn một cái dự án game NFT mới có tên là Block Monster. Thì hiện tại đang cái trend cái game NFT thì các bạn có thể tham gia vào một số game NFT mà nó có tính phổ biến cao, cũng như là cái token của nó có cái sẽ có cái giá trị sau này. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn là sơ lược về cái dự án game Block Monster cũng như là cách thực hiện các bước, các nhiệm vụ để các bạn thực hiện cái whitelist của nó ha. Và 500 người chiến thắng sẽ nhận được những cái phần thưởng về cái token Block Monster này. Thì các bạn theo dự án nào thì các bạn nên theo từ đầu đến cuối, từ lúc whitelist cho đến mở bán private, cho đến mở bán free sale và cuối cùng là mở bán cộng đồng. Và khi nó list trên sàn thì các bạn sẽ dùng cái những cái token này để các bạn trade hoặc các bạn bán hoặc các bạn chơi game đó. Thì lộ trình của nó là như vậy nhé. Thì cái game Block Monster này nó tương tự như cái game Pokemon mà chúng ta đã biết trước đây. Thì khác là nó là game dạng NFT nhé các bạn. Thì ở đây thì họ có tổng cộng 150 khối Block Monster, giống như là những cái lá bài, những thẻ bài mà các bạn biết ở trong Pokemon á. Thì chúng ta có nhiệm vụ chúng ta là gì? Chúng ta sẽ sưu tầm những cái block này, chúng ta huấn luyện nó ha, và chúng ta sẽ chiến đấu, chúng ta sẽ train nó. Trước tiên là chúng ta sẽ train nó, train cho những cái con thú này nó tăng cấp độ ha, tăng kinh nghiệm, sau đó là chiến đấu rất là hay nha các bạn. Đây là một cái game mà gợi nhớ cho chúng ta tuổi thơ của chúng ta ha. Thì khi các bạn vào game sẽ có cái ba cái con này là ba con random nhé, nó ở ba hệ khác nhau ha. Con O Crab này ở hệ là hệ nước này, con Plant Missile này là ở hệ lửa này ha, con Petalit này nó hệ hình như hệ băng á đó. Thì đối với những các bạn mà đăng ký tham gia chơi game ngẫu nhiên thì nó sẽ có một trong ba cái con này, tùy thuộc vào ví của chúng ta nhé, random từng ví nhé. Còn các bạn có thể chọn lựa khi các bạn mua, khi các bạn mua Bravis thì các bạn có thể chọn một trong ba ha, đó tùy theo cái các yêu thích của các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thấy họ nói chúng ta là họ có 150 block mon này nhé. Đó. Và mỗi block mon này tất nhiên là sẽ có những cái đặc điểm khác nhau về cái gọi là cái độ hiếm này, về cái tính năng của nó đúng không? Và về cái đây, ở đây nó có HP này, đó. Về cấp độ nữa, đó. Đối tác của dự án này thì gồm có là CoinMarketCap này, CoinGecko này, ABC Scan và sẽ list ở trên Pancake Swap nha các bạn. Đó. Lộ trình của nó thì sẽ tiến hành private sale vào ngày 18 tháng 8 khi mà chúng ta kết thúc cái whitelist của nó nhé. Private sale thì tức là 500 người mà chiến thắng cái whitelist này sẽ được mua với giá là 1 BNB bằng 147.000 cái token Montreal này. Tiếp theo thì tới ngày 24 tháng 8 thì họ sẽ mở bán resale. Mở bán resale với tổng khối lượng là tổng số lượng hashcap là 1.500 BNB. Và mỗi BNB sẽ là bán với, mua với cái giá là 1 BNB bằng 140.000 Montreal này ha. Và đến ngày 25 tháng 8 thì họ sẽ list ở trên Pancake Swap và giá list dự kiến là 1 BNB bằng 132.000 Monster. Các bạn có thể chia ngược lại để các bạn biết cái giá của nó ha. Như vậy là 500 người sẽ được ưu tiên với cái giá là 1 BNB bằng 147.000. Rồi mở bán resale thì với là 1.500 đô BNB. Đấy, các bạn có thể mua trong hai cái đợt này, thì sau khi các bạn list sàn trên này thì các bạn sẽ bán ra là các bạn đã có lời rồi ha. Đó.
Về cái tokenomics của cái này thì các bạn sẽ tham khảo thêm ha, 5% dành cho marketing ha, 3% dành cho buyback và burn, 2% dành cho block moon reward. Block moon này là khi các bạn nhận được cái những cái phần thưởng trong game ha, các bạn tăng cấp. Rồi các bạn có thể nghiên cứu thêm roadmap của nó ha, từ tháng 5 cho đến tháng 7 ha. Bước 1 ha, họ ra cái token contract này, ra NFT contract này và tạo được 150 block mon nha các bạn. Đó, và có website, có marketing, bộ phận marketing, có map design và có cái phiên bản MVP đầu tiên của game. Đấy. Đến tháng 7 tháng 8 thì họ đang chuẩn bị các bước mà chúng ta đang tham gia đây ha, wallet ha. Rồi xong rồi đó là private sale ha, resale ha. Và list ở trên CoinGecko và CoinMarketCap. Đầu tiên họ sẽ list ở trên PancakeSwap. Nó ba cái sàn lớn ha. Và tháng 8 đến tháng 10 11 thì họ sẽ có bước 3 và bước 4 đây, đến tháng 12 luôn ha. Đó. Các bạn mà yêu thích game NFT hoặc các bạn thích crypto thì các bạn có thể tham gia cái dự án này. Một là các bạn dùng cái token để các bạn chơi game, hai là các bạn sử dụng nó để sau khi này các bạn bán khi mà nó list sàn giá cao nhá. Và sau này sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện wallet ha. Thì để tiến hành tham gia vào wallet này thì các bạn phải có link của nó nhé. Link của nó thì mình để dưới phần mô tả của video này ha. Đây là cái sau khi các bạn kích vào cái link tham gia wallet ha, nó còn khoảng 5 ngày nữa các bạn. Nó tương tự như những cái airdrop điền form mà các bạn đã thực hiện trước đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện wallet nhé. Các bạn kéo xuống phía dưới cho mình ha, và các bạn tích vào mục tôi không phải người máy đây. Các bạn làm một captcha, xe đạp không có mình bỏ qua, vạch qua đường ha. Đây. Rồi sau đó là mình sẽ tích vào mục continue này ha. Mục đầu tiên là các bạn điền tên của các bạn ha. Sau đó là các bạn sẽ điền email ha. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng ví BEP20 Binance Smart Chain. Ở đây thì chúng ta nên sử dụng chúng ta chưa add contract nên chúng ta sẽ sử dụng ví MetaMask cho nó dễ nhá. Mình thì không xài ví MetaMask làm gì. Mình đa số phần mình xài ví Trust và ví SafePal ha. Mình chỉ xài ví MetaMask cho những cái dự án mà nó có những cái token ở mạng rất chi là đặc biệt ha, mà hai cái ví kia không có. Rồi các bạn đợi load một chút nha. Các bạn copy cái địa chỉ ví cho mình nhé. Các bạn nhớ là các bạn là chọn mạng Binance Smart Chain nhé các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với Aerob nhé. Các bạn dán vào đây ha. Sau đó các bạn tích vào một cái Enter Giveaway này. Rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành tham gia các cái nhiệm vụ mà họ yêu cầu ở dưới này nhé. Mỗi cái nhiệm vụ này các bạn sẽ có những cái điểm entry tương ứng nhé. Cái link này á, thì để các bạn share khi mà các bạn là mời các bạn mới tham gia vào cái dự án wallet này nhé. Các bạn copy lại hoặc là các bạn có thể share trực tiếp ở trên Facebook cũng được ha. Các bạn có thể share lên trực tiếp trên Facebook luôn ha. Rồi mình đã đăng thành công rồi ha. Rồi các bạn tích vào mục cộng 1 ở cái mục tham gia wallet này ha. Get confirm my email này ha. Sau đó các bạn sẽ tích vào mục confirm subscribe đây.
Rồi, như vậy là mình đã tính được tính điểm rồi nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đọc cái phần white paper của họ nhé. Rồi. Rồi, cái này thì mình đã có rồi ha. Thứ ba là nhiệm vụ thứ ba là các bạn tham gia vào kênh Telegram của họ. Cái này thì dễ thôi ha. Các bạn nhớ là ký, các bạn sẽ phải điền cái username của Telegram nhé. Thì ở đây thì mình đã thấy là khoảng 1.600 người thì tham gia vào cái dự án này rồi nhé. Và nếu họ lấy 500 người thì tỷ lệ của ta là 1:1.93 nhé các bạn. Telegram, các bạn điền với lại A-còng nhé. Rồi các bạn tích vào mục I join this channel. Tiếp theo là các bạn thể tham gia vào cái kênh quảng cáo của họ nhé. Các bạn ấn vào mục join ở phía dưới này. Nếu mà ồn quá thì các bạn có thể tắt tiếng đi nhé. Rồi quay trở lại với Manit. Các bạn sẽ điền cái username ha. Cái này vẫn là Telegram. Rồi. Tiếp theo thì các bạn phải mời hai bạn tham gia vào cái group Telegram này nhé. Rồi. Điền cái username của người bạn muốn 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 mời ha, thì các bạn phải vào cái Telegram, các bạn kiếm cái username của hai bạn nhé, hai người bạn của bạn. Thế để mình sẽ vào username mình kiểm tra xem ha. Đây ví dụ như bạn Bình này ha. Những bạn nào mà có username nhé các bạn. À ví dụ như đây là một cái Telegram của bạn mình, thùng Astis, thì nó sẽ có username ở phần này ha. A còng Hunkido này ha. Đó. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ follow Twitter nhé. Twitter thì các bạn follow xong, các bạn để ý các bạn đang sử dụng cái Twitter nào nhé. Thì ví dụ như trên điện thoại mình có 2-3 Twitter thì nhiều khi nó bị nhầm lẫn nhé. Chúng ta sub một Twitter nhưng mà chúng ta lại điền tên một Twitter khác, như vậy là không ổn nhé. Ở đây thì mình sẽ share cái này lên trên trang của mình luôn ha, để mình biết được là mình đã xài Twitter nào ha. Và mình tag hai bạn vào đây. Rồi. Mình sẽ tweet lại ha, để mình biết cái dự án này nó như thế nào ha. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ retweet, thì mình vừa retweet rồi đấy, nhưng mà mình tweet lại cho nó sẽ an ha. Đây, họ yêu cầu chúng ta tweet lại cái dự án này ha. Rồi.
Cái username thì các bạn để ý cho mình ha, các bạn vào lại Twitter để các bạn lấy username ha. Đấy, như mình có nói thì đối với những người mà có nhiều cái Twitter ấy, thì các bạn sẽ phải chú ý đến cái mục này ha, của mình là Crypto Kensu này nhé. Nó dễ bị nhầm lẫn ở cái mục này. Rồi, sang tiếp vào mục Address. Như vậy là toàn bộ cái wallet này mình đã làm xong nha các bạn. Và sẽ có được 500 người chiến thắng. Khi các bạn chiến thắng thì các bạn có quyền mua cái private sale đấy. Lúc nãy mình có giới thiệu nhé, với giá là 1 BNB bằng 147.000 cái token Monster nha các bạn. Và còn mấy ngày là kết thúc thôi, nên là các bạn nhanh tay các bạn tiến hành cái wallet này nhé. Hiện tại thì mình đã có 9 cái entry này rồi nhé. Và còn 5 ngày nữa là kết thúc thôi các bạn. Đó, các bạn càng nhanh tay thì các bạn còn kiếm được nhiều entry này nhé. Rồi, phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở phần phía dưới video này của mình. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình thông qua Zalo của mình nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo về cái dự án Block Monster này.